Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thanh Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mới trong cái mục là Top Game Hay Android và iOS. Thì đây là cái tựa game Stickman and Gun. Và chúng ta sẽ chọn nhân vật này. Ở đây này, đây có Pets này. Pets thì giá là đồ, mua bằng đồ chắc là để nạp tiền rồi anh em ạ. Chúng ta có Shop, Uzi, 50 đô. Ồ, có cái nào mua bằng tiền không? Mình chỉ có Gold thôi, có chữ Gold, chữ G thôi. Mua bằng kiểu gì bây giờ? Mình có 10.000 cơ mà. 10.000 có thể mua được mấy khẩu này không? 10.000 gold này. Rồi, cho em mua 10.000 gold. Thế kia cứ tưởng là cái gì. Đây đây, chúng ta sẽ có cả đồ đạc cơ. Mình có một khẩu súng. Súng chính nhá. Chết toi. Level bao nhiêu? Yêu cầu level 13 mới cầm được anh em ạ. Có đôi giày. Giày tăng cái gì đây? Giày tăng defense và HP. Defense 6, HP 7. Defense 6, HP 7, yêu cầu level 3. Tất cả như nhau hết. Ở đây mình có bán được không? Bán đi thôi. 50 gold, bán hết những cái giày nào mà không dùng đến đi. Tất cả chỉ đeo được một đôi đi nhá. Không phải đeo được hai đôi đâu. Ở dây chuyền. Dây chuyền thì như nhau. Lightning Dam này. Dây chuyền như nhau nhỉ. Nó không có gì nhiều. Nhẫn này. Nhẫn là có một cái này. Nâng cấp à? Cho nâng cấp vào cái gì đây? Nâng cấp từ máu lên. Mình muốn trở thành một tăng cơ siêu mạnh thì nâng cái này level up lên cho nó. Rồi. Cái A này cái gì đây? Không biết được. Rồi mình sẽ vào trong tiếp tục hầm ngục. Wow. Đường đi này, mình sẽ sang cửa số 2 và mình sẽ chọn cửa này để đánh thôi. Chắc là sẽ được thôi nhỉ. Vào đây nào các bé, mình vẫn là dùng cái khẩu minigun. Hơi chà. Cái này khá là giống cái tựa game đó chính là Cast Gun đấy. Nhưng mà đây sẽ thay thế bằng là Stickman. Người que, phiên bản 10 người que. Lúc đầu tiên vào nó còn cho chọn nhân vật cơ. Mình quên không để cho anh em xem. Nó có cho chọn nhân vật, mình là nhân vật Gunner. Xong còn tộc Human cơ. Có nhiều nhân vật phết đấy. Có cái tộc Orc, tộc F này. Nhân vật Human này thì dễ đánh. Lên nhân level nhanh. Đó, level 4 rồi kìa. Ok. Đông thế. Vấn đề là chúng ta sẽ có thể bắn chết được nó hết mà. Hết đạn. Súng hết đạn. Chúng ta cần phải lên level 13 để có thể mua thêm thì có thể sử dụng cái súng mới. Lên level nhưng vấn đề là chúng ta sẽ chết mất. Lên level mình vừa tưởng tăng cái máu lên luôn. Súng ít đạn quá, chỉ có khẩu súng lục này thì bắn đồ này nó không ăn thua luôn. Bây giờ phải cày lên level 15. Vào đây nào các bé. Level 13 thì chết một bé này. Tốt. Chúng ta sẽ lấy thêm vàng và chắc quay trở lại thao thôi. Đấy, bây giờ thì không thể nào mà mua hay mua súng khác được không? Súng khác, súng này nó cần yêu cầu này, level này. Nó không cho dùng súng khác nhờ. Súng mình mua súng 10.000 đúng không? Có sniper. Súng gì có thể dùng được trong cái trường hợp này bây giờ? 1.000 nào. Yêu cầu level 7. À đây. Thấy level ấy rồi. Cứ lên level 7 đã xong tính sau. Đây sang cửa này nha. Cửa này chắc sẽ khó hơn. Có 5 quay tất cả. Cố gắng bắn bọn này đi ạ. Tốt, cho ăn né lên. Tốt, rất là tốt luôn. Hơi mệt ta. Tại vì là mình súng cùi quá. Thật sự súng cùi quá. Đang cố gắng lên level 7 để mua cái khẩu súng mới. Chứ súng này thì không ăn thua. Và giá nó tầm khoảng 1.000 thôi. Bắn nó đi ra nhé. Rồi cho xem cái mũ này. Cho nhận thêm được cái mũ anh em ạ. Sắp level 6 rồi. Thế lại mắc chậm luôn. Lên này. Lấy vàng. Đây sẽ là wave mấy đây? Khẩu súng lục. Hiện tại mình đang ở wave 3. Chưa chết được. Máu mình khá là trâu bò. Thể loại trâu bò đây. Đông thế.
hy vọng sẽ qua được cái wave này và nó lên cho mình level 1 đến 2 level gì đấy. Vào đây nào, mình sắp lên level 6 rồi và sắp được đầy máu rồi anh em. Đúng rồi, như vậy. Còn một chút nữa sẽ lên level 7 và mình sẽ có súng mới ngay bây giờ. Khổ vãi trưởng ra. Mình cứ tưởng là sẽ dùng được bất kỳ một cái súng gì đấy. Ai ngờ đâu. Vào đây nào. Bắn hết xác sống ạ. Này thì xác sống này. Xác sống này wave 4 trên 5. Để thêm được một số đồ. Thế ạ, thế ạ, thế ạ. Vào đây, từ 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 đông thế. Đang cố gắng bắn. Đứng vào góc để bắn nó đây. Đông thế. Rồi, chúng đang né rồi đấy. Một bé này. Hãy đạn đi. Rồi. Nếu bắn theo kiểu này, theo kiểu du kích thì chúng ta sẽ hạ được từng con một. Bập. Còn một chút máu thôi. Tốt, mình thêm cái mũ này. Mình sẽ về nhà và trang bị cái mũ cho bản thân mình luôn. Đã xong. Way 5. Ok. Chưa xong à. Đây mới là way cuối này. Chết rồi, sắp chết rồi. Một cái dây chuyền. Ok, chết rồi. Hết đạn rồi. Một mình chống lại cái lũ quái vật zombie này thì làm sao mà các anh ạ. Còn một tí máu kìa anh em. Đông quá, bây giờ có quả bom ở đây thì tốt này. Cố lên nào. Ôi, sắp chết rồi, còn một tí thôi. Bắn chuẩn xác. Khổ vãi trưởng luôn đấy. Không có súng ngon. Đây rồi, mình sẽ tiêu được nó thôi. Này thì chạy này. Cuối cùng đã hạ được. Good. Yes. Chúng ta quay trở lại thao thôi. Vất vả vãi trưởng. Nếu mà chúng ta sẽ get free được thêm 10.000 coin nếu mà xem quảng cáo ở đây. Có pest. Có cái gì có thể trang bị không? Mình có một cái nón này. Tăng defense lên 6 lần. Thêm cái nón vào. Súng này thì chưa dùng được. Cho có tận đến 3 hòm cho các chỉ số này. Thấy chưa? Nâng cấp à? Bây giờ nâng cấp vào cái gì đây? Hồi máu à? Speed tốc độ hồi máu à? Cũng được đấy chứ nhở, đúng không? Đây là tăng giáp này. Tăng giáp lên này. Từ defense lên 2.5%. Chúng ta speed reload cũng là tăng tốc độ thay đạn. Kỹ năng êm à? 5% này. Tăng đam cho vũ khí à? Mình sẽ nâng vào cái gì bây giờ nhờ? Mình sẽ thành một tăng cơ chính hiệu chăng? Nâng full máu nhờ. Rồi 5 trên 10 và máu mình trâu bò, khá là trâu bò. Pet thì có thể mua 1-2 con. Con này sẽ tăng HP cộng 5. Ok, chúng ta đang hơi ho tí. Con Fire yêu cầu level 15 này. Con này 15 này. Con level 10 này. Bonus XP 250 đồng, mua luôn. Dù sao thì cũng có thể dùng mà. Còn cái gì nữa không nhở? Trở lại nào. Ồ, cửa này vừa xong đánh khó thế. Cửa sau chắc còn khó hơn cơ. Chắc mình sẽ đánh cửa này thôi. Chúng ta sẽ có XP để lên level 7 luôn. Xong mình sẽ về nhà và mua khẩu súng mới luôn nhá. Cái khẩu súng này thì không thể bắn được. Dù chúng ta đã có một cái lượng máu khá tốt ở đây nhưng mà... Đấy, máu trâu. Máu trâu thì sợ gì đúng không? Tốt, chúng ta di chuyển. Nhảy, ô, sao có cái... MP, à. Trời ơi, mình có thể dùng được cái này mà. Có cả mìn này. Nếu mà đông đông tí mình bắn luôn. Cái hồi MP không? Có hồi MP ạ. Được, cái này thì thảo nào mình có cái MP mình không biết dùng. Thì ra nó là có thể sử dụng các cái đồ này. Đồ vật linh tinh. Acid map, mình sẽ về nhà đây và mua shop. Mua cái khẩu súng 1000 shotgun sẽ
là level 7. Sao ăn nó khỏe hơn đấy. Level 10 này. Một khẩu nào đây, 2500 thì vẫn chưa đủ tiền. Thôi một khẩu này đi. Rồi chúng ta sẽ equip vào người. Đó, cho người swap hai vũ khí chính với nhau. Như thế này. Fire Dam 5%. Lightning Dam. Súng mình súng gì ta? Mình cũng không biết là Fire Dam hay là cái gì. HP cộng 10 này, ít ra thì nó sẽ tốt hơn. Mình là tăng cơ chính hiệu mà. Rồi, mình sẽ tăng cho máu đi. Level up. Ok. Bây giờ có súng rồi, sang cửa mới luôn chứ đúng không? Không nên ở nhà làm gì cả. Đây rồi, có Uzi à? Wow. Nhiều đạn đấy anh em. Bắn sướng vãi trưởng luôn. Wow, wow, bắn sướng nhỉ. Nhiều đạn khác. Shotgun thì ít đạn hơn, nhưng bắn chắc nó khỏe. Theo mình nghĩ vậy. Ok, lùi. Mình nhiều máu mà. Chơi hết đi, thoải mái đi. Quá yêu quê tất cả đây. Không biết được nhưng mà cái Uzi bắn khá tốt. Theo mình nghĩ vậy. Wave 4/7, mình clear wave siêu nhanh luôn nha. Mình có thể nhìn thấy cái viên đạn ở trên kia và mình có thể swap được vũ khí kìa. Đấy, khá tốt. Khi nào hết đạn cái súng này, ta sẽ swap sang súng kia luôn. Và mình có một cái gọi là minigun, bắn rất rất nhanh luôn. Vào đây này các bé. Ok. Đâu ạ? Ơi. Mấy cái con này á, không ăn thua. Bắn thì nhiều đạn đấy nhưng mà nó hơi đang hơi bé. Thay đạn. Mình tăng vào nhiều máu quá, chắc tiếp sẽ tăng thêm cái gun, cái gì nhỉ? Cái fire dam. Đâu rồi. Thay đạn. Để quay mấy đây. Bắn hết. Lùi đi đâu. Vào đầu thì nó sẽ khỏe hơn đấy. Đấy. Vào đầu thì nó sẽ trâu hơn rất là nhiều so với là bắn vào người. Bắn vào thân các thứ. Đó, chúng ta sẽ quay trở lại với cái thao nào. Được khỏe hơn mà. Cho người xem quảng cáo để lấy thêm 10.000 coin. Ui, map rộng thế nhở. Bao giờ mới đi hết map đây? Lên nào, chúng ta sẽ dùng cái B luôn. Ui, mình sẽ gặp những con trông dị ta. Thật sự là dị đấy. Chưa gì bao giờ luôn. Và nó rất trâu nhỉ. Sẽ tăng luôn vào cái Fire Dam. Level 8 rồi. Tăng Dam là chuẩn nhất đấy. Tăng Dam cho cái gì à? Gun Dam chứ không phải Fire Dam. Ok, vào đây nào. Bắn nó. Chết luôn, không thể nào đỡ được luôn. Trời ơi, đông thế. Chúng ấy nên dùng cái minigun ấy. Mình vừa lướt qua bọn nó xong. Rồi bắt đầu khỏe hơn rồi đấy. Level 10 sẽ có súng mới. Nên chúng ta sẽ tiết kiệm tiền lên súng mới đi. Không cần phải nâng cấp vào mấy cái này làm gì. Ái, cha. Mình may mình còn nhiều máu đấy. Bắn được gì đây? Trời ơi, đông thế, nó khỏe quá. Vào đây nào, bao nhiêu turn rồi. Item kìa, có support làm sao ra. Có item để support không? Làm gì có item gì. Thêm cái nhẫn vào đây nữa cho nó khỏe. Thêm đây. Level up này. Thêm đạn, à thêm gọi là dam cho cái viên đạn. Way 5/5. Đây rồi. Chúng ta sẽ có cái MP 10. Level lên. Khả năng lên level rồi. Ok. Vào đây này, cho thêm một cái này, mìn.
chết luôn. Dĩ nhiên như vậy rồi, nhặt tiền, nhặt tiền, nhặt tiền, grid thôi. Thế là tốt lắm rồi đấy. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cái town đi, để xem có nâng cấp được cái gì không. Shop thì khẩu này là 5.000, yêu cầu level 10, đang là 37. Khẩu này thì sẽ yêu cầu level 13 này. Mình đang khẩm cầu M4A1 yêu cầu đam là 52. Đam 52 là level 13, level 15. Có đây là đồ thôi, các loại mũ giáp trụ các thứ. Có đây để tiết kiệm tiền không nhỉ. Level 8 này, tăng defense, giày nhẫn các kiểu có hết mà. Nhưng sao có thể nhặt được ở trong cái kia, pets các kiểu chưa đủ cấp. Rồi chúng ta sẽ chơi cái gì đây? Boss à, đấu với boss anh em ạ. Trời, có boss này, Zombie King. Wow, để xem nào. Quay 1-1. Boss. Học sinh, đồng phục học sinh này. Bay đi, bay đi, bay đi. Ngay, hay luôn một ngay. Chuẩn rồi. Ngay, mình có ngay đồ rồi, có ngay đồ mới rồi. Một cái nhẫn tăng physical dam cộng 5% và HP phải trừ đi 10. Mình nhiều máu mà. Fire dam, dam hệ lửa, HP, HP cộng 5 này. Level mấy nhỉ? Yêu cầu level 10. 5% dam vật lý. Chắc dam vật lý sẽ là dùng cái súng bắn bình thường này sẽ dam vật lý đây. À đi cày đồ được, cày đồ. Chúng ta sẽ cày đồ chuẩn xác như vậy. Né ngay. Chết ngay, làm sao mà có thể đỡ được. Mình nhặt được con gì đây? Bay đi đâu ở mấy con zombie này? Nào, hình như mình có đồ mới phải. Chúng ta sẽ có cái mới không? Hình như không. Sao không có nhỉ? Mình tưởng cái con này sẽ có boss, là có cái đồ gì đấy cơ mà. Đây này, Zombie King 10%. Zombie King. Đúng nhận là cái gì nhỉ? Zombie Ring 10%. Nhặt được đủ cái này đi. Thầy dễ giết mà, con boss dễ giết mà. Bắn nó. Né ra, trời ơi nó vụt cho như thế này. Có gì không? Không có gì nhỉ? Mình tưởng là sẽ có cái gì cơ. Không có cái gì à? Hơi đáng tiếc nhờ. Không hề có bất kỳ một cái gì luôn. Xong. Muốn ăn đi săn con này quá. Muốn đi kiếm đồ từ con này quá, nhưng mà không ra cái gì luôn. Zombie King. Né ngay. Né ngay. Né ngay, sổi rồi, ui, ra hai đồ kìa. Wow, sướng chưa? Sau bao nhiêu ngày, tháng chờ đợi là chúng ta sẽ có đồ rồi và level 10 luôn nha. Tuyệt vời mặt trời, đây rồi. Nhẫn này. Trừ 10 HP này, mình không quan tâm đến HP luôn. Cái này tăng cộng 1 máu và cộng 1 giáp đây. À, cộng 1 chỉ số. Wow, đồ xịn này. Defense cộng 10 và HP cộng 20. Quá ngon. Đó, chúng ta quá ngon rồi. Giờ cộng thêm level up cho máu đi. Rồi đấy, thử lại luôn, có cái đồ gì nhặt luôn. Né ngay. Mình tăng cái physics dam rồi. Rất trâu bò. Vỡ đầu luôn. Không phải lúc nào có đồ đâu, nhưng mà bắn khá ổn. Ở đâu này, kiếm tiền các thứ. Xong chưa nhở? Quay complete rồi, hay. Chúng ta thử lại lần nữa đi và xem có đồ gì không nha. Về sắp có mua khẩu súng mới rồi. Khẩu súng mới bắn ngon hơn nhiều. Đấu boss phải dùng cái này. Xong rồi vẫn hơi ít đạn.
Như con này rơi hết đồ rồi. Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ khi em đi kiếm đủ rồi. Một cái sẽ là 10 đồng. Rồi, về nhà thôi. Chúng ta có súng mới rồi nhá. Về thao nào, quay trở lại thao. Và vào shop để mua cái khẩu 5.000 à. 5.000 thì hơi đắt quá, mình mới có một nửa tiền thôi. Vẫn chưa đủ anh em ạ. Ok thì mình sẽ kết tập đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là người que bắn súng. Bye bye.